rơi cái đầu chị đây. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Ồ, đẹp đẹp đẹp. Ok, bây giờ mình phải rủ anh Su Hào chơi cùng mới được. Anh hết hồn mày. Cái gì á? Nè nè, em có cái trò chơi này hay lắm này. Mà anh chơi kéo xét quần cả. Có chuyện gì vậy em? Trò chơi gì? Đi theo em rồi biết. Đi. Đứa nào lấy cái tủ của chị mà dán hình tài lai hồng mai vậy? Gì xanh đỏ tím vàng từ lưa vậy? Đứa nào? Chị, từ từ, cái này là em làm đó. Em rảnh không? Thì bây giờ như thế này nhá. Cái này em làm là có mục đích đó chị ạ. Mục đích? Ủa? Đích em bị nói mụ hồi nào mà chị không biết vậy? Trời ơi, mục đích của trò chơi chứ không phải là mụn đít. Anh ơi, Ngộ Cải là bị sao? Tự nhiên lấy cái tủ của em rồi dán xanh đỏ tím vàng, nó chơi trò gì vậy? Trò gì mà dán tùy màu vậy em? Trò chơi đập hộp tìm phần thưởng và thử thách. Ghê ghê. Ghê. Chơi. Mà chơi sao? Đây, bây giờ như thế này nhá, em sẽ phát cho hai người đạo cụ. Đây, mọi người thích cái gì nào? Đây, món nào đúng không? Ôi, từ từ thôi. Trời, anh ơi, hay là thằng Ngộ Cải nó bảo là mình đập hộp xong rồi lấy cái này đập Ngộ Cải, cái búa này em với anh đập nó. Ê, đưa anh cái búa đi, anh đập thằng Ngộ Cải trận coi. Không phải. Bây giờ không phải là đánh em, mà là như thế này. Bây giờ anh chị sẽ sử dụng cái đạo cụ này để đập hộp ở đây, tìm phần quà và thử thách ở trong này này. À, vậy hả? Trời ơi, vậy mà nói dài dòng luôn, không hiểu gì hết trơn á. Tưởng lấy này đập Ngộ Cải. Ok, hiểu rồi, chơi anh ơi. Ok, chơi luôn em ơi, đập hộp luôn đi. Khoan, nhưng mà ai chơi trước ai chơi sau? Phải không bằng với anh? Rồi, bằng tô xe nhá. Khoan, cái này sao của anh? Như vậy đi. Quán tô xe. Chưa. Xe nhập lại. Quán tô xe. Quán tù xì là cái gì? Quán tù xì là cái gì? Là cái này. Quán tù xì là cái gì? Là cái búa. Thắng là người chơi trước rồi. Su Hào tiến lên. Xem anh đã tay đây. Màu nào đây ta? Màu này to thế nhỉ? Không biết là cái gì đây? Không biết nó to không? Nhiều khi Ngộ Cải nó lừa mình. Anh em mặc màu vàng đã. Chọn màu vàng đi. Thôi, nhiều khi nó lừa, nó cho mình cái gì năm này thử thách cũng nên. Thôi mình đập màu nâu đi. Nâu hả? À, 1, 2. Wow! Gì đây? Trời ơi! Yeah! Có quà! Mà không biết gì anh? Bên ngoài là hình cái quạt nè. Mà không biết là bên trong là cái gì? Hay nó... Cho anh chơi mẹ Hello Kitty! Xem. Wow! Doraemon! Cái quạt Doraemon. Quạt này gấp được luôn nè. Hay quá ta. Anh mở có cái điện mà anh. Không biết là quạt hư hay là quạt... Mát quá các bạn ơi. Mát ghê luôn á. Trời ơi, vui gì mà Su Hào đã may mắn như vậy rồi. Không biết mình nên chọn màu gì đây ta? Màu tím hả? Xanh lá là xa lánh. Ở đây không có màu đỏ hả ta? Đây Ngộ Cải chơi kìa, không có màu đỏ Ngộ Cải. Đây, màu cam. Cam hả? Ừ. Cam cũng từ. Màu đỏ chắc là may mắn. Áo Ngộ Cải có màu cam kìa. Đó, áo em màu cam nè, bây giờ chị chọn đi, đừng ngại ngùng gì nữa. Vậy thôi, chị chọn màu đỏ nha. Màu cam nhầm, màu tay màu đỏ. Cái gì vậy? Anh nói cái thằng Ngộ Cải nó từ á, không cái nó đưa mấy cặp này, cặp đâu cái gì đâu. Anh đưa cái miệng một cái búa đi cho nó lẹ. Thôi em cầm búa đi em đập đi. Đập cho Ngộ Cải. Rồi, đếm nha. 1, 2, 3. Gì đây? Cái gì kìa? Ý có cái thau kìa. Cái thau. Thau gì vậy? Sao đồ ăn hả? Gì đây Ngộ Cải? Gì đây? Cái gì đây trời? Bột chứ cái gì nữa hả chị? Cái này á là để đút lên đầu. Mày cho chị hả? Cái này là do chị đen thôi, bây giờ chị phải chấp nhận hình phạt thôi. Chị đưa cái đầu chị đây. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh cứu em. Cứu em. Có trời có chịu em ơi, đi ra đi. Đây, có chơi có chịu. 1, 2, 3. Hay quá, tuyệt vời. Trời! Nhìn nhau mình giống con ma bột mì không? Cô Cải ơi, tự nhiên anh thấy sung sướng tột độ luôn á. Sung cái đầu anh á, em bị gì mà còn sung nữa. Cái nó mất nét nó được ăn kìa. Đây, đánh ra nè. Mà xem ra thử thách của Ngộ Cải cũng ghê đấy. Không biết là tiếp theo là cái gì đây. Rồi bây giờ anh sẽ chọn màu nào đây ta? Hay là chơi màu xanh lá đi. Được á. Đây. 1, 2, 3. Ôi kẹo dẻo. Đây xem nè. Ủa, cái kẹo cầu vồng này đúng là ngon luôn nè. Anh thích ăn kẹo này lắm á. Em ăn không? Em ăn quá. Ngon lắm. Thua mà đòi ăn gì. Thôi chịu đi. Thằng mắm Ngộ Cải nhớ nha. Hôm nay công nhận số mình đen thôi. Thường thường là đen mà cộng với màu đen thì sẽ ra thêm. Quyết định chọn màu đen. Chè chè. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh. 500k. Trời, chúc một tao hộp vô tàu mà được 500k cũng được. Hết rồi. Trời ơi, Linh Nhi hên nữa ta. Không biết nó giảm 500.000 hay giảm triệu người ta. Bởi vậy người ta nói là đen mà cộng đen á sẽ ra hên. Chia cho anh ít đi. Bây giờ em sẽ chọn màu gì nữa ta? Hay mình chơi màu vàng đi. Màu vàng nhiều khi ngon ạ. Áo em nè. Đúng rồi. Rồi. Đọc màu vàng nha các bạn nha. Rồi, 1, 2, 3. Ô này to thế nhỉ? Ô này to thế mà không có gì. Cái gì đấy? Thư tình của Ngộ Cải á. Thư à? Đâu xem nè. Là mũi heo suốt video. Là mũi heo suốt video là sao? Đi nè. Tao ăn gian. Phải như vậy nè. Không được như vậy. Bây giờ các bạn thấy đúng rồi. Rồi anh giữ nguyên cái hình dạng này nghe chưa? Bây giờ tới lượt em nghe chưa? Bây giờ là còn màu xanh nè, màu tím với lại màu hồng. Đương nhiên sẽ chọn màu hồng. Trời ơi, yeah, một hộp bút màu hồng. Có lẽ như là vận may đã đến với em rồi anh ơi. Để anh xem. Ủa, bút có gì bên trong này vậy? Nguyên một hộp bút luôn, có thước, có bút nè, tặng luôn nè, phụ kiện. Wow, nhiều chưa? Không cần. Đẹp chưa? Không. Thôi không cần. Nè con heo. Đây. Gọi cho bây giờ. Bây giờ anh sẽ lấy màu tím đi. Màu tím còn màu xanh với màu tím á. Đây màu xanh này to nè. Màu xanh to nhiều khi Ngộ Cải nó lừa mình. Mũi heo đâu? Đấy, mũi heo nãy giờ mình thấy. Cao lên vậy nè. Rồi. Thôi mình chơi màu tím đi. Màu xanh nhiều khi to không có cái gì bên trong cũng nên. Đây. Giống như cái này nè, to đùng mà không có gì. Cái gì nè. Ủa cái gì ạ? Cái này là cái gì? Oh no. Tuyết nhiệt đới hả? Là sao phèn pha là Ngộ Cải? Đây là anh ngồi xuống, anh cứ ngồi xuống đây. Đó, anh ngồi xuống đúng không? Lạnh quá. Đáng đời Su Hào nha. Bây giờ còn một ô cuối cùng. Không biết là hình phạt hay là phần thưởng đây. Ngộ Cải, hình phạt có phần thưởng hay Ngộ Cải? Em sao biết được, chị phải đập ra thì em mới biết được chứ. Chứ không bỏ gì trong đó mà không biết. Làm sao em biết được, bây giờ chị phải đập ra thì em mới biết được đó là cái gì chứ. Thôi, có 500.000 rồi, nghỉ, không chơi nữa, đúng không? Không được nha. Sao em đếm thúi vậy em? Chơi đi, còn cái cuối em chơi đi chứ. Ha, chơi, ai sợ ai. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Cái gì? Là cái tô. Cái thau nó vậy? Cái thau. Không biết thau gì. Anh lấy ra nha. Wow. Thau anh. Anh xử đi anh ơi. Đúng rồi, anh xử đây. Đứng vào. Đây, đứng đây. Được chưa? Này, chuẩn bị này. 1, 2, 3. Lại. Lại cô gái. Thôi, được rồi. Anh chịu. Chị ơi, chị ơi, găng tay này, ra cầm cái găng tay này, tẩn đánh Su Hào này. Và các bạn ơi, đến đây cái video đập hộp của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau nha. Ôi, trẻ em ơi, găng tay này,